Ở Việt Nam hay là bất cứ nước nào trên thế giới thì việc đăng kiểm xe ô tô cũng là để đảm bảo và cho kỹ thuật hay là phát thải của xe đấy có được đi lại giao thông một cách an toàn hay không. Và nước Đức hiện thì có tổng dân số trên 83 triệu người và diện tích lại chỉ nhỉnh hơn một chút so với Việt Nam. Và theo số liệu thống kê tính tới đầu năm 2023 thì cả nước Đức có khoảng 48,76 triệu xe hơi cá nhân. Và với số lượng lớn ô tô như vậy thì công tác đăng kiểm ở Đức chắc chắn sẽ có những khác biệt. Và khác biệt đó cụ thể như thế nào? Có nhanh, gọn lẹ và dễ thở hơn hay không? Và sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Để đảm bảo an toàn trên mọi cung đường ở Đức, mọi chủ sở hữu phương tiện đều có nghĩa vụ pháp lý phải tiến hành kiểm định, bao gồm cả kiểm tra khí thải phương tiện theo định kỳ. Trước đây, chỉ có Hiệp hội TÜV độc quyền kiểm tra. Dù lượng xe ô tô cá nhân được đăng ký trên toàn nước Đức lên tới gần 49 triệu chiếc như hiện nay, nhưng việc quản lý cũng như kiểm định lại hết sức đơn giản, khoa học. Công tác kiểm tra tổng thể và kiểm tra khí thải được nhà nước giao cho một số hiệp hội và trung tâm kỹ thuật tư nhân như TÜV, DEKRA, GTÜ hoặc HUYT. Trong đó, riêng Hiệp hội DEKRA ở Đức có trên 600 điểm kiểm định ô tô. Những ô tô mới phải kiểm định sau 3 năm, sau đó khoảng thời gian kiểm tra chuyển thành chu kỳ 2 năm. Thông thường cứ 2 năm thì làm TÜV một lần, nhưng xe mới thì 3 năm mới phải đi kiểm định lần đầu. Và quy định này chỉ áp dụng với ô tô cá nhân. Còn xe tải thông thường là 1 năm làm TÜV một lần. Thông thường thời gian làm kiểm định mất khoảng 45 phút, với mức lệ phí trong năm nay là 142,5 euro. Việc đi kiểm định cũng hết sức đơn giản, đó là lấy hẹn ở một cơ sở thuận tiện bằng cách đến trực tiếp, qua điện thoại hoặc đăng ký trực tuyến. Chủ phương tiện cũng có thể tới nhiều cơ sở không cần hẹn trước để có thể làm ngay việc kiểm định. Nếu phương tiện đáp ứng mọi tiêu chí theo quy định, kiểm định viên sẽ dán nhãn vào biển số phía sau của xe và cấp một giấy đã hoàn thành kiểm định. Trên nhãn ghi thời hạn đăng kiểm tiếp theo với năm ở giữa và tháng ở vị trí 12 giờ. Ở Berlin, cộng đồng người Việt có khoảng 40.000 người. Để tạo thuận lợi hơn cho bà con khi làm kiểm định xe, chẳng hạn như không cần hẹn trước, một số gara sửa chữa xe của chủ người Việt đã hợp tác với các cơ sở kiểm định để làm kiểm định xe ngay tại gara. Thường thì khách hàng thường gọi cho em để lấy hẹn trước và trong thời gian nếu xe mới thì nó nhanh. Thường không phải làm gì thì trong vòng khoảng 30 phút xong. Còn những xe nào mà phải sửa chữa nhiều ấy, thì lúc đấy là tùy thuộc vào cái sửa chữa của xe. Có thể vài tiếng xong, có thể là qua vài ngày. Thường là vào các cái trip của Tây thì mình cũng phải lấy hẹn trước, ví dụ là hẹn trước một tuần hay vài ngày. Và còn là vào cái xưởng của cơ sở của anh Thuấn này thì người ta cũng sắp xếp lịch để cho tạo cái công việc thuận lợi cho cái người dân của mình Việt Nam sinh sống ở đây là được là thuận tiện và nhanh gọn và rất là dễ dàng, nói chung là không có gì phức tạp cả. Việc kiểm định xe là bắt buộc đối với xe cơ giới ở Đức từ năm 1951 để đảm bảo không có phương tiện cơ giới nào không phù hợp tham gia giao thông hoặc không tuân thủ các quy định trên đường phố. Nếu chủ phương tiện làm kiểm định muộn hơn 2 tháng, thời gian kiểm định sẽ phải kéo dài hơn do phải kiểm tra bổ sung và phí kiểm định cũng sẽ tăng thêm từ 15 tới 25 euro. Nếu quá 8 tháng sẽ bị phạt 60 euro và lái xe sẽ bị trừ 1 điểm trên bảng lái xe.